Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, bên em sẽ hướng dẫn cho tất cả quý vị và các bạn, như anh em chưa biết cách để mình làm nên một chiếc phân tần loa chung 20 để mình giúp cho cái dàn karaoke hoặc những dàn nghe nhạc của nhà mình nó tăng lời ca. Thì rất nhiều gia đình hay những anh em chơi audio bị thiếu giải chung. Một trong những cái giải chung mà thiếu thì các bác, mà nhất là các bác hát thì rất là khó hát, là một hay là nghe nó nhạc mà thiếu chung nó cũng rất là thiếu. Để chuẩn bị cho một chiếc phân tần làm loa chung như thế nào thì sau đây em sẽ quay những con linh kiện để mình làm nên cho chiếc phân tần này. Hết sức đơn giản, thì bác cứ theo dõi video thật kỹ là bác sẽ làm được. Bên em là hướng dẫn là không giấu nghề. Về quận xeo, anh em lấy đồng 0.9, đồng 0.9, anh em quấn vào một cái nõi thép đường kính là 16 ni, gọi phi 16 đấy. Cái này thì rất dễ kiếm, anh em ra kiếm cái nõi xếp này thì rất dễ kiếm. Sau đó anh em quấn vào lần lượt 5 lớp với cái chiều ngang của cái cuộn xeo là 2 cm, và em để chừa ra hai đầu, mỗi đầu khoảng vài phân để anh em mình đấu ghép nối vào nhau. Đó là cuộn xeo. Về tụ, anh em dùng một con tụ 10 mi, 250 V như trước hình anh em đang theo dõi đây. Anh em chỉ quan tâm đến cái UF và cái vôn thôi, còn cái thằng sản xuất là tên là gì thì không phải quan tâm, vì nó có hàng trăm hãng làm tên tụ cơ, chứ không cứ cái thằng cha tên như này. Và con tiếp theo là con 2.2, 250 V. Anh em lúc quá trình làm thì các bác có thể quấn hạ hoặc hàn, còn tất nhiên là hàn là bao giờ cũng là tốt nhất. Còn trong clip ngày hôm nay thì cái chung thì chung 20 thì mới là rất là hiếm, không có, bãi thì có, nhưng đa phần anh em làm là lấy những cái bát mới để làm loa chung thôi. Như trong trường hợp này em dùng chiếc cái bát BM20, chiếc bát có model là 8AZ630 để làm cái chung. Trên thị trường anh em mới thì khi dựng những chiếc loa đa phần là lấy những chiếc bát như thế này để làm, chứ không có chung 20. Em sẽ có một bài hướng dẫn chọn cách chung như thế nào cho đúng. Sau đây thì để tiến hành làm cái phân tần này thì đầu tiên là anh em lấy con tụ 10 mi, anh em hàn vào một đầu của cuộn xeo, hàn đầu nào cũng được anh em nhá, xeo hàn đầu nào cũng được, tụ cũng vậy, vì tụ này không phải tụ phân cực. Và anh em cái con 2.2, anh em hàn câu ngang vuông góc với chiếc đầu ra của cuộn xeo. Và mỗi anh em lấy một sợi dây, anh em hàn nốt cái đầu con tụ ngang như này, vuông góc với con tụ như này đấy, sải dây. Để em zoom cho anh em mình xem cái con đó, cái quá trình làm đó. Mình làm xong nó sẽ như này. Đây đã làm xong rồi. Hết sức đơn giản thôi. Đó. Đây là con tụ 10 mi. Mình hàn vào một đầu cuộn xeo, đầu dây cuộn xeo, đầu ra của cuộn xeo. Anh em hàn vuông góc với con tụ 2.2 và cái một sợi dây đồng nữa, anh em hàn vào đầu còn lại của con tụ này. Đây là tụ không phải phân cực, anh em hàn đầu nào cũng được. Nó hết sức đơn giản. Và sau đây thì em sẽ đi tiến hành test.
Anh Thanh Tech này, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chất đâm của cái con phân tần này. Mình sẽ đấu cái đầu dây quận xeo này anh em nhá. Mình sẽ đấu đầu dây ra quận xeo còn lại đây, đoạn dài thứ này. Anh em đấu vào bên đỏ của loa nói chung. Có dây còn lại bên đây, anh em đấu vào âm. Thì cũng như vậy, anh em cái dây âm đi ra đó, cái dây âm đi ra nhà mình ra, thì đầu đỏ đầu đen, thì cái dây đỏ này anh em sẽ quấn vào bên tụ, con tụ 10.10 mi đấy, 10 UF đấy. Anh em lưu ý khi mình đi ra cửa hàng điện tử mình mua những con linh kiện này, anh em phải bảo người ta là bán cho tụ phân cực nhá, chứ không lấy tụ quạt, nó không hiệu quả. Đó, có tín hiệu. Và tí nữa thì em có test một đoạn mà nó không qua cái phân tần này thì là nó như thế nào, thì mời anh em mình xem. Anh em để ý nhá, trong quá trình mình đã qua cái phân tần này thì cái giải bass nó đã bớt đi gần như là hết, gần như hết ở đây cái màng này, nó không thấy rung. Còn tất nhiên anh em muốn hết triệt để nữa thì anh em có thể dùng những con tụ này nó nhỏ hơn nữa. Anh em càng nhỏ xuống thì nó càng hết tiệt âm bass, nhưng nó sẽ bí tiếng hơn, nó không thoát được đâu. Để mời các bác nghe cái đoạn qua phân tần. Bây giờ đấy mình đấu trực tiếp không qua phân tần anh em nhá. Thì các bác sẽ thấy cái giải bass nó sẽ lên. Đấy anh em thì thấy cái này nó nảy ngay này. Bỏ phân tần ra, hẳn phân tần ra thì anh em mình xem. Bỏ hẳn cái này ra này. Bây giờ em sẽ cho nó qua phần tần lại cho em xem này. Đấy cái gần như là thiệt hết âm áp. Đó, anh em thấy nó rất hiệu quả không ạ? Còn trong hợp anh em mà muốn bỏ hẳn âm bass đi thì anh em phải bắt buộc phải cho những con tụ này nhỏ hơn nữa này. Đừng có lấy tụ 10, mình lấy tụ 6.8, còn anh em có thể lấy tụ 4.7. Nên tùy anh em mình có những cái lựa chọn cho mình làm, mình ghép. Còn tất nhiên với chung 20 thì anh em phải lấy tụ 10 để cho nó thoát tiếng. Vâng, và em sẽ dừng ở đây. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị các bạn đã theo dõi video của Huấn Audio. Nếu các bác thấy cái video của em nó hay, nó có ích, anh em hãy cho em xin một đăng ký kênh, một like, chia sẻ video. Và xin chào các bác.